16 chia 5 thì ta lấy 16 ta nhân với 2 bằng 32. 32 ngay ta chia cho 10 thì bằng 3,2. Vậy 16 chia 5 bằng 3,2. 187 chia 5 ta lấy 187 ta nhân 2 bằng 374. Ta lấy 374 ta chia cho 10 thành 37,4. 2364 chia 5 ta lấy 2364 ta nhân với 2 bằng 4728. Ta lấy 4728 ta chia cho 10 thì ta ghi số 0 ở dấu phẩy ngay chỗ số 2 thành là 472,8. Vậy 2364 chia 5 bằng 472,8. Vậy 12 chia cho 5 bằng mấy? Các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình nha. Chào các bạn.